Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng chống bệnh dạy. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo để mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu các chủ hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện các quy định về nuôi nhốt, quản lý, khai báo, tiêm vaccine phòng chống bệnh dạy cho chó mèo, không thả rong chó mèo. Khi đưa chó mèo ra nơi công cộng phải quản lý, đeo rõ mõm, có dây xích và người dắt đảm bảo tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho tối thiểu 80% tổng đàn chó mèo trên từng địa bàn. Tại Đồng Nai, từ năm 2022 đến nay ghi nhận 3 ca tử vong do bệnh dạy. Năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 20 ổ dịch chó dạy tại 7 huyện thành phố. Từ đầu năm 2024 đến nay ghi nhận 4 ổ dịch chó dạy tại huyện Định Quán, Nhân Trạch và Trảng Bơm, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.